Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay em đang giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là quạt gió tần nhiệt dần nóng của Kia K2700 đời mới và Kia Bongo 3 anh em nhé. Dòng sản phẩm được sản xuất bởi công ty SHK của Hàn Quốc và được nhập khẩu phân phối bởi An Thái Auto. Đây anh em cùng nhìn này. Cái thiết kế của cái quạt này thì nó khá là đặc sắc này. Cái thân này nó sẽ dài hơn cái thân của cái Kia đời cũ, K250 đời cũ. Đây là ba cái điểm để chúng ta bắt ba con motor này. Đấy, cánh là cánh chéo sản sinh nhiệt rất là tốt. Đây là bốn chân để chúng ta bắt vào quạt gió dàn nóng đó. Đấy nhá, rất là xịn. Anh em mà quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333, hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại gara auto BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. Em xin chào.